Rồi, xin chào cả nhà, mình đến với trang đồ cổ Cần Thơ nha. Thì hôm nay thì ở bên em thì có về được một số cặp bình gốm Biên Hòa cũ nha, rất là đẹp, rất là to luôn nha. Rồi giờ hôm nay là về được thứ nhất là có được 4 cặp to, chiều cao là cỡ khoảng 61cm nha, và đường kính bụng cỡ khoảng 92cm. Bây giờ đây tổng quan 4 cặp bình gốm Biên Hòa ha, Biên Hòa cũ, tuổi đời thì cỡ khoảng vài chục năm thôi nha. Thì bây giờ em gọi từng cặp cho cả nhà mình xem nha. Bây giờ em giới thiệu tổng quan xương rồi sau đó em chi tiết từng cặp cho cả nhà mình nha. Ở dưới sân này thì em có kẻ 4 số, là coi như là 4 mã của bữa nay nha. Thứ nhất là cặp đầu tiên là có tên gọi là Ngư Tiều Canh Mục. Rồi cặp thứ hai là cặp Lục Giác Phúc Lộc Thọ. Cặp thứ ba Tùng Hẹt. Rồi cặp thứ tư cũng là một trong những cái tích độc lạ của Việt Nam mình nha, đám cưới chuột. Rồi bây giờ đầu tiên là em sẽ lên chi tiết từng cặp cho cả nhà mình xem nha. Thì ai có nhu cầu sưu tầm thì cứ liên hệ trực tiếp qua anh em nha. Số điện thoại thì em gắn trên màn hình đó. Rồi bây giờ em giới thiệu mã số đầu tiên là mã số 1 cho cả nhà mình nha. Mã số 1 của em là có một cặp bình Mã số 1 là cặp bình gốm Biên Hòa, tích là Ngư Tiều Canh Mục. Đây chiều cao em đo nên cho cả nhà mình xem nha, 61cm. Rồi đường kính miệng là cỡ khoảng 26cm nha. Gọi kỹ men cho cả nhà mình xem nha, rất là đẹp. Đây, tình trạng là lành tích rất là đẹp nha. Rồi để em quay lại cho cả nhà mình xem mã số 1 nha, đó là cặp Ngư Tiều Canh Mục. Đây, mục là trăn trâu đây. Ngư là câu cá. Đây một tích. Và Ngư Tiều Canh Mục, mục là lên gần đống củi ha. Rồi tình trạng là lành tích. Ở dưới đáy cũng có một cái mọc rất là to ha. Mọc này là mọc của xưởng nha. Rồi cặp này thì giao lưu với cả nhà mình là 5 triệu rưỡi nha. 5 triệu rưỡi là em bao ship toàn quốc cho anh chị em mình nha. Nếu mà mua gốm thì cả nhà mình dàn cọc em ít đem mới gửi được nha. Tại vì gốm thì không có cọc thì em không có gửi được nha. Rồi cặp mã số đầu tiên là Tùy Canh Mục nha, 5 triệu rưỡi. Rồi tiếp theo là em giới thiệu cặp thứ hai. Là cặp Phúc Lộc Thọ. Tích Phúc Lộc Thọ. Đây là mã số 2 nha. Thì chiều cao của cặp bình Lục Giác Phúc Lộc Thọ này á, chiều cao cũng cỡ 61cm nha. Đường kính miệng thì khoảng 18cm thôi. Rồi đây, đưa cho cả nhà mình xem nha. Đây là một tích đây. Chính giữa mỗi tích đều có một cái hoa văn rất là đẹp. Tích Phúc Lộc Thọ nha. Tích này rất gần gũi với người Việt mình nha. Ở dưới đáy cũng có một cái mọc rất là to đây. Mọc của xưởng nha. Rồi, mã số 2 cặp Phúc Lộc Thọ này cũng giao lưu với cả nhà mình là 5 triệu rưỡi. Em cũng bao ship luôn nha.
Rồi mã số 3. Mã số 3 là có một cặp rất là đẹp, tùng hạt. Rồi mã số 3 hôm nay là một cặp tùng hạt rất là đẹp. Tùng hạt. Và có một chiều cao của cặp tùng hạt này cũng là 61 cm luôn nha. Đường kính miệng cũng cỡ 20 25 rưỡi. Rồi rất là đẹp, để em quay cận cảnh lên cho cả nhà mình xem nha. Cái này mình về mình trưng bày là rất đẹp nha. Nếu mà mình là có một cái đôn gỗ thì mình để lên, và đôn gốm để lên rất là đẹp. Rồi em xây cho cả nhà mình xem nha. Rồi mã số 3 này cũng giao lưu với cả nhà mình là 5,5 triệu. Em cũng bao ship toàn quốc cho cả nhà mình nha. Rồi tiếp theo là mã số 4. Mã số 4 em cũng có một cặp bình luôn nha. Cặp bình này là tích là đám cưới chuột nhân gian Việt Nam. Rất là đẹp. Chiều cao của cái cặp đám cưới chuột này cũng khoảng 61 cm nha. Đường kính miệng là 25 cm. Đây quay cận cảnh cho cả nhà mình xem luôn nha. Tích đám cưới chuột rất là to nha. Mấy cặp này về trưng bày là rất là đẹp luôn á. Tình trạng là lành tích hết. Rồi cặp này cũng giao lưu với cả nhà mình là 5,5 triệu. Nói chung là các mã hôm nay đều là 5,5 triệu hết. 5,5 triệu là bao ship toàn quốc hết nha. Cái này là phí vận chuyển rất là cao. Tại vì mấy này là mỗi cái là em phải đóng thùng riêng hết. Để em nói là hoặc là đóng thùng lớn, xốp lớn rất là kỹ nên là phí vận chuyển rất là cao. Nhưng mà giá này là em đã bao luôn phí ship cho cả nhà mình nha. Rồi hôm nay thì em chỉ có được 4 mã này thôi ha. Thì em quay tổng quan lại cho cả nhà mình xem đây. Mã số 1 là ngư tiều canh mục. Rồi mã số 2 là lục giác phúc lộc thọ. Số 3 là tùng hạt. Và thứ 4 là đám cưới chuột. Thì cũng đồng đều các cặp này nó đều bằng kích cỡ nhau ha. Và cũng đều bằng giá là 5,5 triệu một cặp, bao ship toàn quốc. Thì anh chị em nào, anh chị em mình mà có nhu cầu sưu tầm thì cứ liên hệ trực tiếp qua bên số em ghi trên màn hình nha. Rồi cảm ơn cả nhà mình ủng hộ em nha. Có xem được thì cho em xin một lượt đăng ký để có động lực làm những clip tiếp theo cho cả nhà mình nha. Rồi cảm ơn cả nhà mình nhiều nha.